coi không kìa. Mưa tới rồi. Cá này ngộn quá cả nhà. Tâm mới thấy lần đầu. Cả nhà, đi về đã không? Xin chào cả nhà nha. Đầu video Tâm xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả các bạn, anh chị em và cô bác trên mọi miền để theo dõi cái video của Tâm. Thì hôm nay mọi người, Tâm lại tiếp tục có mặt ở vùng biên giới nữa nè. Thì hôm nay là Tâm vẫn đi với hai đứa em của Tâm là em Sinh và em Hạnh. Thì hai máy đang ngồi đằng kia cắt mớ sậy á. Sẵn đây Tâm đi lại phía này á, mình giới thiệu sơ với gia đình mình là hôm nay Tâm có tăng cường thêm á. Thì hôm nay là ba anh em Tâm á, là đây em Sinh với em Hạnh. Thì lúc đằng kia thì ba anh em Tâm có di chuyển thêm một mới lời mới nè, là mình đặt thêm một cái luồng mới nữa cả nhà. Thì cái luồng vừa rồi á, mấy anh em cũng bị hư hao và hết thoát hết một mớ. Nói chung là mấy luồng vừa rồi hâm cá trúng ngon lắm cả nhà. Hôm nay Tâm có tăng cường thêm này. Đó, cả nhà thấy không, lớn nữa nè. Đó, trong này là lờ không á. Đây, Tâm mới vừa nhận được hàng của em Nguyễn Vũ lời cá trên Facebook á cả nhà. Thì hôm nay mình đi khai trương cái cục hàng mới này luôn. Ở đây là ba cục. Đó. Đây thì trong này là đựng đồ nghề. Ủa này gì vậy Hạnh? Cái túi này nè. Đồ của Sinh hả? Và thêm bên đây nữa cả nhà. Đây, bên đây thêm hai cục nữa. Là 5 cục. Đó. Còn phía bên này xe của Tâm thì chở nguyên một túi túi hàng nóng là chai á cả nhà. Đây chai, toàn là chai không à. Đó, bao nhiêu đây chai nè mới bỏ đủ lời cả nhà. Mấy anh em là đang ngồi và danh lại mấy cái phần sậy á, danh cho nó gọn gọn là đừng bỏ vô. Thì này ngày hôm qua là Tâm với em Hạnh có chuẩn bị trước cái phần sậy á cho anh em đỡ tốn thời gian á. Đâu đưa anh cái Hạnh, đưa anh cái bên hông em. Đây, đây là cái sản phẩm của đây, thiếu một cây. Ê, cái này thiếu một cây, đưa cái đây. Kia kìa, cái kia sẵn ráp rồi kìa. Đó, khi mà nó vô ba cây là nó đều, nó đẹp lắm cả nha. Có anh chị hỏi Tâm lấy mua lờ này ở đâu á, Tâm mua của em Vũ á, em Vũ trên Facebook á cả nha. Thì này máy làm lờ này nói chung là cũng đẹp lắm, hôm nhẹ dễ dính cá lắm. Không mà loại lờ này ổn phải không Sinh? Ừ, chung là ok ha. À, chỉ việc là chuẩn bị sậy trước thôi cả nha, ngâm nước sợ nó héo á, xong rồi bữa nay danh lại đang bỏ vô nó gọn vô trong cái vỏ này. Cứ chiến 10 kg là ok rồi. Hôm nay là cử nào cũng như hơn chứ Sinh, hai anh em thì 10 mấy kg không ạ? Đúng rồi, hai anh em 10 mấy kg. Nói chung là cá ngon ngon không có nhờ, nên là hôm nay là quyết định là mình tăng cường thêm nữa. Thì sắp tới nữa em Hạnh cũng làm một luồng rồi nha. Em phải làm chứ. Có, cô bác cứ ý là cho em Hạnh đặt luồng. Đúng rồi. Không phải là ở đây anh em không phải là cho chứ không cho á mọi người, mà là em Hạnh bây giờ chưa có thời gian. Đúng rồi. Chứ không phải là không cho, giờ là xin đưa mấy cái lờ mà xin có đặt rồi nhưng mà vẫn còn mới nha. Cho em Hạnh luôn. Thì nói chung là có lờ ở nhà là có cả nhà, nhưng mà tại vì chưa có thời gian á thì Tâm ra chưa xuống được. Thì Tâm cũng nói với em Hạnh rồi Sinh cũng vậy, thì hôm nào mà thoáng cái là ba anh em đi dồn đặt cho em Hạnh một luồng vậy luôn cho nó nhanh hơn Sinh. Tranh thủ đặt hết cái phần lờ này rồi tối nay anh em sẽ ở lại ban đêm rồi nghỉ ngơi, xong rồi sáng ngày mai mình tiếp tục mình đi hâm luôn cái luồng mà hôm bữa đã đặt trước á cả nhà. Thì cái luồng đó nay chắc cũng cá tân rồi phải không Sinh? 5 ngày. Ừ, 5 ngày. Hy vọng là có mưa ha. Ê Sinh, nhìn sau lưng em kìa, cái đường nó ướt kìa, thấy không nè. Đây có mưa nè, cái đường nó có động nước rồi kìa. Vậy là có mưa đó. Có mưa là chục ký nữa. Rồi vậy là giờ anh em mình quyết định là tối nay sẽ ở lại đúng không? Tối nay ở lại nè. Xa vậy, quá. Xa quá, mình về mà ngày mai em chạy xuống nữa là cực lắm á. Đi lên đi xuống đường xa quá, mình đi không có nổi mọi người. Rồi giờ là anh em nhất trí sẽ ở lại để mai đi hâm cá luôn cả nhà ơi. Hiện tại là Tâm với mấy anh em ở cả nhà là nãy giờ đặt cũng được một mớ rồi, thì cũng càng xong rồi. Bây giờ thấy là tình hình là chuyển mưa tới rồi mọi người ạ.
khẩu em ơi. Tránh hủ ra em ơi. Mưa tới rồi. Dữ quá. Trận này lớn lắm á. Quá trời trận này ơi. Đây mùa này mà lại chưa có xả lúa nữa. Mùa này thấy... chưa xả lúa nữa mọi người. Em thấy đập để lâu lắm rồi. Sau một đêm chạy anh em mà ai cũng khàn tiếng luôn cả nhà. Bây giờ là chuẩn bị xong rồi bắt đầu mình đi thăm cái luồng lờ hôm bữa của Tâm á. Cái đoạn kinh này cả nhà nhìn thấy không, nó bít chịch luôn. Đấy. Cái lợn nó nằm ngoài kia, chỗ này nó hơi sâu, nước là trung bình là cũng tới bụng luôn không cả nhà. Nay cũng là 4 ngày 5 ngày cái này không có dấu, không có dấu nhảy rồi. Cá mà dính có dấu nhảy vô. Trời ơi, trời ơi, giỡn ngoài. Ui, 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 không có giống nhảy mà cá trê với cá rô kìa. Một lợp luôn. Cá ghê. Vô thấy im im tưởng đâu mà không chạy. Dở lên quá trời chứ. Lại bắt kìa. Chạy quá chừng thấy ham ghê không cả nhà. Đó, đen lợp luôn nè. Lấy cái ấy ra bắt nó ra hạnh này. Ồ cá rô cũng ngon ghê nè xin ơi. 3-4 con luôn. Ấy cái này chạy cái trời dữ không? Đổ ra đi, đổ ra ngoài đi. Mùa này cá ốm quá. Thả ha. Đầu cho bá, cái đầu giờ thả lên Tâm ơi. Này đây hồi gom lại đang Tâm thả luôn cái nhà nó dài quá. Bắt cái ra luôn. Đổ không được đâu dưới ngạnh á. Không đổ được hết anh Tâm. Cá đầu tiên chạy ngon xin. Trời trắng không phải cá lóc. Anh Tâm là toàn là săn săn lờ lờ không. Dướng ngạnh á. Nhẹ nhẹ nó nhìn. Còn nhiều dữ trời. Không được luôn. Anh nói đâu không được đâu. Em đổ hết lần rồi. Dướng ngạnh á. Em đổ nó nẹt cho em cái luôn. Đó, anh bắt nó. Bắt. Xử lý con này đi Hạnh. Ồ, cái trời nó đen kìa. Cái gô nó gù. Cũng trời trắng luôn nè cái nhà. Đó. Cái con mập nè. Con đó được á. Con nào ớm á mình thả đi. Có con đâu đây nè. Chạy sao mới đây lóc lóc rồi. Đây em nó chạy đi. Con này em thả cái nha. Quá trời cá chê luôn rồi. Chị trắng không. Anh bắt bỏ ngoài cho em bắt nha. Bữa nay tình hình là lạng quạng là trời trắng chạy dữ nha Trình. Trời mưa hả? Ừ mưa á. Trắng còn bự bự không cả nhà. Tối qua anh em đi đặt lờ mắc mưa. Qua vậy chứ cây mưa ngày qua bữa nay mới ngon ha. Cá đi nhiều. Chỗ con nó dậy. Mấy con nhỏ nhỏ hả? Đây đưa anh. Quá chừng luôn. Ôi còn 2-3 con cá rô đóng nữa kìa. Thấy bông bông luôn nè. Nè. Ừ. Trị trắng là vậy nó có bông không? Trắng chi vàng nó có bông. Rồi nè. Anh Tâm đấy lại đi sậy nên tét trơn rồi. Tét hết nè. Đám sậy đây kìa cắt. Rồi. Cắt sậy mới đi. Cá rô mùa này ốm cả nhà nè. Lâu lâu có được con mập thảy xuống mấy nhỏ nhỏ mình thả. Tại đợt trước Tâm đem về nó cũng bị ngập hết đó, cả nhà, nên con đợt này con nào đáng lấy mới lấy thôi, nào không đáng lấy mới thả nữa. Từ đây về Hóc Môn Tâm xa lắm, 100-mấy chục cây rồi. Còn con cá sặc giữ lại cho cá lóc thấy táp á. Chìm lờ không còn hở luôn. Ây nhõng một bên này nè. Cỏ trời chơi vàng cái gì vậy? Đến chơi vàng không nè. Con chơi vàng, vàng, vàng. Hai con chơi vàng luôn. Hai con đi vàng một cặp chơi vàng. Chơi vàng cho bắn. Ừ bự kìa. Ok
kèm, có lấy kèm theo không hả? Có. Ui da. Đây. Chi vàng chà bá luôn. Bự dữ ta. Này cả nhà. Chi vàng đá không? Còn hở mập kia thinh không bằng con bữa em dính trong cái bờ ha, con bữa bự lắm. Ừ, bữa dính trong bờ nó bự ghê luôn, muốn bằng cầm giò luôn. Ra dưới rồi, chi vàng như chê lai vậy. Được cặp cá trê, trê vàng luôn nè cả nhà. Chi vàng gì luôn quá ngon rồi, cái này là bự rồi mà khu vực bên này thì trê vàng nhiều. Cạnh gì bánh hả? Em đặt lại cái này còn mới cái này. Đây buồn quá, hôm mưa hết hình cắn đầy mặt luôn. À, bù xèo xèo như rùi. Cái xấu ở dưới. Rồi là dính cái lóc lên tâm rồi. Pin lên phải không? Hỏng lên này. Nè. Ủa sao thấy có bọt cá sặc nữa. Trời ơi, có bọt rồi. Có bọt cá sặc là thua rồi. Lợn này nó bị nhỏng rồi. Được con cá lóc nè. Thấy không? Cái lóc không có dùng được rồi. Lóc cứng. Hậu thả đi tao, mới nhỏ xíu à. Trời ơi, lóc gì vậy? Nhét qua đây. Đổi hướng nè. Ê, bỏ dấu cá nhảy nè. Nè. Dấu phóng nè. Lương. Lương nha. Không có cá mà có lương. Trăm chú lương mini, lương này xém lọt lỗ luôn nè xin. Không hết lọt rồi. Rồi khó ra dữ vậy. Đây. Mày cũng chạy ra được cả. Một chú lương. Này làm như hết cái lóc. Hết rồi. Này được sao giờ đi, bữa nay anh em mình đuối rồi, không dài được rồi. Sao dài vậy xin ơi? Sao giờ bớt mới được hết cá. Này chạy rồi hả? Ủa? Ừ. Cái gì nè? Vừa vẽ cái cây ra, cái lợn nó rung rồi kìa. Từ từ. Động thử cái rung không nè. Đó. Nó vừa vẽ cái cây ra, rung rồi, thấy không? Cá gì đây? Trời ơi, chị trắng không hả? Trời ơi, giải xúc cái cây luôn nè. Chị trắng không? Thầy đưa tìm anh bắt đây luôn. Trời ơi, rối hết cái hôm luôn nè. Dướng ngạnh hết cái nè, thấy không? Cái này còn vô nữa. Trời thì ngạnh dữ lắm cả nhà, trời trắng nè. Mới lấy cái bao tay qua đi đặt á, đeo vô để cỏ cắt quá. Này trời trắng nhiều. Mới quẹt anh đường nữa nè. Nó ngạnh ngược, có ngạnh ngược á. Phải ấy cái ngạnh nó chứ mấy lần hồi vô chỗ nó đâm á. Con bị kẹt cái hộp, con đó mới cực. Nhức quá, quẹt cái mà nhức ghê. Dạ, chốt nữa anh ơi. Chốt nữa. Ừ. Chốt thải.
chút sọc. Con này khó khăn. Thấy biển hồ rộng ghê hả? Thấy không? Rộng ghê ha. Rộng ghê luôn. Này mà có lâu lâu có gặp bà con người ta lấy lứng đi đi thiền người ta dằn. Ây, được mớ rồi. Nè, em cầm đi. Nè, để em đặt lại cái này đó. Ôi, sao chống lóc rồi. Không có con gì không nghe nè. Giờ nè. Ây cái này đã kiếm được con cái nạn nhín rồi. Tụi này cuốn ở đây luôn cả nhà. Này quên đem cái nón. Khăn nào lấy khăn anh. Mệt quá xin rồi. Quên đem cái nón. Trùm đầu vô nó bớt nóng quá. Đi hết nổi luôn rồi. Qua đi rồi bữa nay đi nữa cái nó đuối á. Anh em hai ngày luôn rồi, hai ngày liên tiếp mà. Qua đặt mỗi người gần 50 cái lờ thì tối nguyên ngày luôn, tối dầm mưa nữa. Sáng nay hai anh em đi thăm thêm mấy chục cái lờ nữa mọi người. Bởi giờ cắn nó bủng rủng hết trơn. Những cái cơ bắp của mình leo lên leo xuống. Dạ nó giật. Anh nó bây giờ cơm. Hết dầu. Hết năng lượng, hết pin. Hết năng lượng rồi. Thăm nữa ha. Điểm quyền hội này tên em đi hết nổi rồi anh Tâm ơi. Ơi dính răng trung ra kìa, răng trung à, cứ mỏ lên nè. Ê nó còn hoài xin anh. Ê con lươn trong đây, con ếch nữa. Con lươn, con ếch, con răng trung. Ờ răng trung nè đó, con ếch với con lươn ngon ghê xin ơi. Ê răng trung này nghe mùi lươn vô cắn nè. 300g có đó. 300g nói chung thì ý giời ơi, trời trung bự không? Rồi lấy lương ra trước cái trên này. Trung thì sao rỡ ra trời. Trời bự. Con lướt. Ấy. Ấy. Ấy ơi. Ấy ơi. Ấy, bánh xin. Bánh xin. 300 g á, 300 g. Ừ. Ếch nữa, em cứu ếch ra luôn kìa. Nói chung nè chứ kẹt cái đầu nó đây nè. Ếch thì dễ cứu rồi. Nói chung nó nghe mùi lươn á, thấy không? Ăn lươn này. Ờ, nghe mùi lươn đi kiếm lươn ăn á. Chưa kịp vô nó tới cái hôm bị kẹt bạn rồi. Cứu ếch. Không chui đường kia mà đi chui đường này chi không biết nữa. Này bữa nay mới thấy được dính được con ếch nè. Bữa em dính con rồi. À, cái luồng này hổm đây đâu dính ếch đâu. Cầm cho anh dỡ cho thằng cái dưới đây. Được không xin? Được, được anh gỡ cái kia đi, em gỡ cái gắn này ra cho. Đi cuốn cái kia. Ừ. Cuốn cái này nữa thôi. Bữa nước cạn, bữa nước lớn. Đâu mà lại không? Không dính rồi. Dựng lên giùm anh Hạnh. Ngã xe. Nãy giờ chưa thấy dính cái lớn nha. Ơi. Ôi, nó còn cá rô bự ghê kìa. Còn cá rô. Rô đã ra rồi. Lấy cá rô này. Mấy cái sặc tâm để lên làm mồi luôn. Ê. Con cá rô đã rồi. Con cá rô.
ghê. Ừ ha. Ừ, có con cá gì vậy Hạnh ơi? Ai biết? Nè. Cái gì vậy? Gỗ tá. Nè. Cá này không phải cá rô biển. Nè. Thấy không? Ủa cá kỳ vậy? À, không biết luôn. Đó giờ em chưa câu được cá này. Tại vì em lặt nó lại. Cá này ngộ quá cả nhà, Tâm mới thấy lần đầu luôn á nè, không biết cá gì nữa, nó cũng na ná như là cá rô biển mà không phải, cái ngự nó có sọc rồi cả nhà, quá nắng, anh em bữa nay hầm chưa có cá lóc lớn nữa thì cử nữa chắc dời quá mọi người, lại hỏi xin cá này cá gì nhau, bỏ cho túi, ơi nhúng nhích hay gì, có rồi nè. Coi đó có lên đầu móng rồi, với lại tao đặt trong kia mà giờ vừa tới đây cá gì đây, ôi ôi cá trời, hai con cá trời chào quá luôn, cá ghê luôn cả nhà, ôi trời trắng bự kìa, tưởng là cá lóc chứ cái này trời trắng không ta. Trời trắng Hạnh ơi, có đầm kìm xuống không? Có. Hàng trời trắng anh tưởng cá lóc. Ừ, bụi. Xử lý nó. Đang cái nữa. Kẹp dướng hả? Dướng ừ. Trời trắng này cả nhà, bự ghê không? Nu. Mập ghê ha. Ú nu thì mũi. Đang còn nè, vô cặp. Này nó chém nhục lắm. Bự ghê. Dướng. Ôi ôi. Cặp trời trắng hối tiền luôn hả? Cá ghê không nha, xử lý nó em, đây cá như này, máu quá, mình bỏ trên em đặt lại vô. Ủa, này không dính rồi cả nhà. Hôm nay này không biết này có mưa không nha. Vừa qua mưa vậy chứ không có lớn mấy. Thành rửa cái lời đặt lại. Ủa, này không trống lóc luôn rồi cả nhà. Không thấy coi vô cá rồi, thôi nhõng đầu luôn. Kỳ vậy. Ôi ui. Hai con lông kiến. Với con cá phi. Ôi, vô cá lô kiếm nè. Phi nhỏ quá. Thả ra nha. Vô gì vô, vô lô kiếm. Còn những khi khép cái ngạnh nó là khó. Nó xẹ ngạnh ra khó khép rồi lắm. Tự nó khép mới được chứ mình khép là không được luôn á. Đó. Đó. Tự nó khép lại thì được. Em lấy không? Để anh về nuôi hồ cá em. Nuôi hồ cá phải không? Nuôi hồ cá. Ừ, vậy nè, mở vô. Vô luôn. Chứ hồi thường cái lau kiếm này cái nhà trên Tâm là cái giá thành nó không được cao á, nên rằng hồi thường Tâm ít có lấy lắm. Với Tâm mà cũng không có mê cái loại này nữa. Em nuôi phải không? Em nuôi. Cho lau sạch cái hồ.
đó có hồ kính thì nuôi thử là vô đứt hết cái dây hơm mình nè. Đứt hết dây hơm. Hôm này không ra đâu. À, đây đặt lại đây. Này cầm anh cái máy. Này nay bụi lục bình này chết luôn đó nha. Ui. Lóc hành ơi. Nãy giờ mới thấy nè. Quá đã cả nhà. Quá đã, quá đã. Một con. Cá mạnh ghê ta. Quay cái đầu xuống. Dướng dây hôm, gỡ dây hôm ra. Cái bao tay á, bao tay này nè. Nó dướng bao tay. Ui. Đã ha. Ừ. Chỗ này chứ ngon lắm cả nha. Đặt mấy cử. Dính dữ lắm. Mỗi lần đặt xong rồi Tâm phải giặt sơ nó lại cho nó sạch, nó dính. Nãy giờ trên bờ không, nhà mình chạy xe một đoạn luôn, nắng nó nóng ghê luôn. Xuống nước thì cho nó mát trở lại. Ây chà, giống cái cá quá ta. Ù ù nè, không biết con. Lóc cứng. Lóc cứng hành ơi. Ừ. Con lóc con rô. Đánh bắt ra luôn xem. Dướng dữ ta. Có ốc bu đen nữa hả? Chỗ này là lần nào mình lại cũng có ốc bu đen. Ừ, có trái đu đủ em bỏ vô là ốc bu mê lắm. Đem lượm ốc bu đen ra. Đen ngon lắm á Hạnh. Nè cả nhà. Cá rô. Ốc bu đen. Nhìn đầy đặn thịt ha. Ừ. Nó nhọn dai hơn con ốc bu vàng. Ốc bu đen hay gì. Nước bu đen bu vàng. Hai con này ốc bu đen nè cả nhà. Đó nó nổi lên nè ha. Đó nó nổi lên nè, nó khác với ốc bu vàng. Ôi, có Hạnh ơi, nè. Cái dậy. Ý, cái dậy dưới hát lát nè. Lên. Ý. Trời ơi. Ừ, cặp dậy nó bự gánh hơn. Lên. Nèo cái này ngon ha. Quá đã luôn nè. Dậy mới mê nè, Hạnh. Ngon đã. Luôn. Ừ, cái dậy cũng bự. Mới luôn kìa. Ừ, cua càng cành nữa. Vậy này bự á, bắp tay luôn nè. Nắm nó không vừa luôn rồi kìa. Đấy, con kia thấy màu đỏ đỏ kìa. Ừ, con trống con mái á. Vậy bự nè cả nhà. Ê, vuốt con cái, ra bãi cát. Nắm tay luôn. Coi không? Ngon ghê luôn. Xuống dưới rửa. Hát lát này quậy chưa đuôi à. Lát này về Tâm nào chả. Bữa Tâm về bỏ tủ lạnh được mấy con á cả nha. Nay về dồn vô nào chả luôn Hạnh. Nào chả cái mua thêm một phần chừng 10.000 thịt á. Thấy không? Trộn vô. 10.000 thịt bằm á, cái mình trộn vô. Ui da, con cua kẹp. Trộn chung vô cái bắt đầu cái ớp gia vị rồi vô á cả nhà. Xong rồi ớp gia vị xong cái bắt đầu cái mình đẩy thêm miếng dầu vô nữa, cái mình dò viên lại Hạnh, lấy que xiên cái vài bữa rảnh cái nem mình nướng ha. Cua nó bự nè. Thả luôn đi. Nãy giờ không có lấy cái nhà. Con dày này màu đỏ ta. Em thấy nó đỏ đâu đâu nè. Ôi ôi. Dày này đẹp ghê nè. Lưng đỏ nè, thấy không? Kéo kỳ lên coi đẹp. Ù ù đỏ nè. Kéo kỳ lên thử coi em.
Ôi ôi, con này đã dữ ta. Cặp này mới vô luôn nè, chưa sói nè anh. Chưa sói. Đuôi chưa tơ luôn. Đẹp ghê không? Dày nuôi kiển đúng bài luôn cả nha. Cặp. Ở bù đen bự ghê. Con còn bù vàng à, ba bù đen luôn. Ừ, con bù vàng với là ba ốc bù đen. Con bù đen này bự nè. Lấy bù vàng bỏ ra, lụm bù đen đi. Bù đen này nhỏ quá. Bù đen thả đi ha. Thả đi anh. Ý dạ. Cái lợp này với đạt chơi chơi với nó chạy dữ thiệt cả anh. Mà đợt trước là chạy ba con khủng luôn ha. Đợt trước ba con, hai con bự, con nhỏ. Ừ, đợt này con chào hai con chào bá luôn. Chào bá luôn nè. Tay á. Đây. Đây, đây. Ý. Vậy là có triệu chứng có dính nè. Đó 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 đó, nó rung rinh kìa. Đó, rung rinh đi cả nhà nè. Nó rung rinh riết cái bắt đầu nó dạt qua cái cỏ và cái rơm ra hết luôn nè, thấy không? À, nhìn nó dạt dạt kiểu như nó sụt sịt vậy nè cả nhà. Anh thấy nó dạt rơm ra, nó nhúc nhích trong này rồi nè. Ui, cá lóc, thấy rồi. Nè. Đó, nằm dưới kìa, thấy không? Dưới. Đó. Lóc dưới hai bàn rồ luôn. Có lý á. Đây. Này này mới nghỉ trưa xong cả nha. Thì giờ còn ít nữa thăm, ít nữa rồi cũng là xong cái mình rút. Đây. Được ha. Này lóc không nhiều bằng bữa. Kinh này này bắt hổm rày á, tâm với mấy anh em bắt nói chung là mấy chục ký cá rồi cả nhà. Đâm ra cái giờ cá kinh này cũng thưa lại. Rô nhỏ hả? Ừ. Này mấy rô quá trời, rô này chỉ chừa cái sặc lại thôi. Rô bé bé hả cả nhà. Chừa cái sặc lại cho cá lóc nó thấy thì nó vô nó ăn. Đây còn con rô nữa nè. Rô dữ đó. Đi. Rồi, tâm đặt lại chứ. Có ông ông đó nha. Được. Nói mắc rồi. Mắc à? Cái này mắc rồi cả nhà. Ủa mình đặt đâu thấy ai thấy được ta. Vậy sao mắc hay ha. Em sợ mấy người ở trong đây nè. Đây. Trong có hàng không? Lúc dưa. Không có hàng hả được? Không có. Ừ. Rô bí nó nằm dũng đó đó. Tưởng là cá mắc cạn. Còn cá lóc cứng này anh. Lóc cứng nhỏ. Còn gì quậy. Ơ. Cái lóc cứng nhỏ à. Ừ, bị tặc cái đuôi nữa nè. Thả cái nhà. Nó bị cực khổ nhiều rồi. Dính nào? Có anh này nổi cái lời lên dính con rồi. Ra đặt xa ra xuống đây. Đó,
chai. Sợ đứng dậy nổi nữa. Nổi không Hạnh? Không ha. Hết nổi rồi đó. Không nổi đâu. Đây. Đây. Ôi cá nhiều quá trời. Ôi dồi, trái vàng, một cặp trái vàng nữa anh ơi. Nè. Trái vàng chà bá luôn. Tôi. Chút phanh cây rồi. Con nó bự, cặp này bự hơn cặp nãy luôn hả anh? Thấy không? Nó bự ghê luôn rồi nè. Ừ. Thôi rồi, em coi trái vàng nè. Trời ơi. Hết hồn cặp trái vàng. Nè. Coi trái vàng trái lại. Thấy không? Ôi ơi. Lâu năm lắm rồi nè. Cầm tay anh nè, thấy không Hạnh? Nè. Đó, trời ơi, bự. Búng luôn cả nhà. Trái vàng vậy nè, nhìn mới đã. Sướng ghê. Ôi ơi. Mà dòng thấy câu hiếm gặp lắm. Nó để kìm quá, anh bẻ bằng cái này. Con gì kêu hả? Chạm anh Hạnh, chạm anh Hạnh. Giống cúm núm kêu quá vậy. Nghe không? Nghe cúm núm kêu không? Đó. Cúm núm. Chất lượng không Hạnh? Trời ơi, bự đã ghê luôn. Chất lượng nha. Này bỏ vô. Chút thanh cây cậy của anh giải dữ quá. Ra quả róc cho anh cây cậy đi. Cây này tét luôn rồi. Cái nữa là cũng kết thúc rồi cả nhà. Bữa nay chủ yếu là anh chạy cái thi trắng nhiều hơn. Thôi, có con cá ngợp nè. Hy vọng là cá mồi nó ói ra. Ừ. Lụm xin ơi. Dạ. Cô Lý bắt cả cho anh đó. Dạ, cô Lý không? Cái lóc mỏ bằng. Cái lóc mỏ bằng. Thấy cá mà ngợp là thấy nghi gì. Ừ, kiểu như nó vô nó ăn xong nó ói ra ha. Kiểu nó ăn đó. Chứ phần nó quậy dữ lắm. Vô. Bởi không? Có 300 gram anh ơi. 300 gram. Được. Bắt ốc rồi ha. Ừ. Trời cũng muốn chiều rồi cả nha. Mấy anh em giờ lay quay cái còn vài cái nữa là bắt đầu là rút. Này nay nói chung là cử này hơi đuối. Tại vì qua nay á Tâm với em Sinh đồ á kiểu như là cũng quậy cũng hết một tăng luôn cả nhà. Vừa đi đặt nè, vừa đi hâm nữa. Để Tâm đặt lại cái này. Vừa bị ăn chậm lời. Ừ. Bữa nay mắc hơi nhiều. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Ai, đi em ơi. Ừ, cái này sao nhõng lên rồi. Nếu mà có là nó tung tung rồi Sinh. Không có cái nhà. Kỳ á. Sửa, để Tâm sửa lại cái này cái. Còn nữa. Vô. Con ghê cả nhà. Để Tâm món này vô cái thay nước cái sạch sẽ rồi nhé. Cái chừng nhảy nha Hạnh. Mới dính con cái này Hạnh. Vậy ha. Đâu, lóc chứ. Con này mạnh ghê ta. Nắm nó muốn không được luôn nè. Lóc. Có nhám như vậy. Ừ. Ôi, mạnh ghê. Nè, con mới dính nè. Rồi cái răng đá không? Bay cái đầu luôn rồi. Để rửa nè cái. Rồi sạch sẽ giờ mình xem cho nó dễ xem.
Kéo lên cái hạnh. Đây, em hầm hôm nay. Ồ, không được cái hạnh ơi. Không có tay đâu em. Thấy không? Đó, đi lên, đi lên, đi lên. Hôm nay của Tâm này cả nhà. Này hát lát ít con à. Con này chút nữa Tâm về Tâm làm khô. Ý à, Tâm làm chả. Này nạo dày lắm. Hôm nay để dành cũng được mới cả nhà. Bữa nay à, chủ yếu là nó chạy đi trắng. Ủa lương ngợp hay gì hả anh? Không ngợp đó. Nãy em thấy trồi đầu lên. Có ngợp không? Không ngợp. Đặt bài thứ đây. Ừ không ngợp, không ngợp, không ngợp. Tưởng đâu lương ngợp rồi chứ. Ồ ủa cái dày này cả nhà ui. Nói chung cái dạng đây đi cử nào cũng nấy nha, dạng bự ngon ghê luôn. Cá đã hát ghê không? Được cặp đó, này bự ghê. Bự hơn nè. Con này bự hơn đó. Đã hiểu chứ. Chủ yếu là nay chạy trời trắng nhiều. Rồi dưới là Tâm có lụm thêm mới ốc bu đen nè. Đó. Ốc bu đen này giờ hoài tự nhiên hiếm lắm cả nhà. Chủ yếu là ốc nuôi thì nhiều chứ hoài tự nhiên như Tâm đi mà gặp vậy nè. Thì bắt số lượng nó không có nhiều quá nhưng mà đều ngon lắm, thịt nó dài lắm. Con máy lau kiến này em Hạnh đem về với được cặp trời vàng. Bốn con trời vàng chứ. Trời vàng nào mấy ốc nóc luôn. Rồi nay về là cũng tạm ổn rồi. Ngon á cả nhà. Mình của em xin thì đây. Tầm nhá sờ ra đây mình xem cái nha. Này, đen thui trống luôn á. Em xin cũng nhiều lắm. Để hồi nữa rửa xong rồi em xin cho mọi người xem sao. Cái này là hơi đuối luôn cả nhà ơi. Tại vì hôm qua là Tâm tranh thủ đi đặt thêm lờ á, rồi mình ở lại luôn. Thì bữa nay mình lại tiếp tục đi hầm nữa, thành ra hơi mệt. Thì hôm nay thu về kết quả nói chung là cũng tạm ổn cả nhà. Thì cho phép Tâm được kết thúc video tại đây nha. Thì những cái video chẳng hạn như săn bắt và đi săn cá và những món khác á, thì Tâm cũng xin được chia sẻ đến gia đình mình. Thì cùng xem vui và giải trí với Tâm nha. Thì cho Tâm hẹn lại gia đình mình trong video tiếp theo. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Woo-hoo! Hey! Woo-hoo! Đi à, đi à, đi à, đổ lại uống! Đổ lại ôi! Đổ lại! Quá phê.